Thưa quý vị, rác thải điện tử đang ngày càng trở thành một mối lo ngại trên toàn cầu. Ở nước ta thì cũng không phải là ngoại lệ. Và bãi rác điện tử tập kết với quy mô lớn như thế này là một minh chứng rõ ràng cho điều đó. Chẳng rõ bãi tập kết rác thải ở xã Cẩm Xá hình thành từ khi nào, nhưng giờ ngày càng chất cao và lan rộng ra ở vị trí phía sau cánh đồng của thôn Bùi. Rác thải sinh hoạt thì ít, mà chủ yếu là các loại rác thải điện tử. Trong đó nhiều nhất là màn hình TV, màn hình máy vi tính và các loại nhựa từ các thiết bị điện tử thải bỏ. Theo tiết lộ của dân buôn rác thải điện tử, thì những loại phế liệu này có một đặc điểm chung là không thể bán được thành tiền, nghĩa là không có giá trị để tận dụng hay tái chế nữa. Thay vì phải thu gom, vận chuyển đưa đến cơ sở có đủ chức năng để xử lý, thì các đối tượng lại đem đổ trộm và tập kết trái phép ở đây. Thưa quý vị, rất có thể màn hình TV hay màn hình máy vi tính mà quý vị đã từng thải bỏ sẽ được đưa về đây, bãi tập kết rác này để đốt. Bằng cách như vậy thì mọi chất độc có trong rác thải điện tử sẽ phát tán vào không khí hay ngấm vào nguồn đất, nguồn nước một cách nhanh hơn. Và đây là cảnh tượng được ghi lại tại chính bãi rác thải điện tử này. Vô số màn hình máy tính, màn hình TV sau khi đổ trộm đã bị đốt. Rất có thể các đối tượng sử dụng thủ đoạn này để phi tang. Đám cháy âm ỉ, mang theo làn khói trắng, bốc lên nghi ngút. Khói theo gió hòa vào không trung. Do không phải là vật liệu dễ cháy, nên tại hiện trường còn lại vô số màn hình TV mới bị cháy xém một nửa. Một nghiên cứu của Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường đã chỉ ra, nếu không xử lý theo đúng quy trình, rác thải điện tử có thể gây ra những tác động xấu đối với môi trường. Vì quá trình này có thể làm giải phóng các chất độc hại như thủy ngân, chì, niken, rồi phát tán vào không khí hoặc ngấm vào nguồn đất, nguồn nước. Rồi cứ đốt thế này khét lắm, trong dân không nổi được, khét là cứ có khi đến ngạt mũi. Để làm rõ công tác quản lý của địa phương đối với bãi rác trái phép ở xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào, nhóm phóng viên đã nhiều lần liên hệ với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã, nhưng chưa có thông tin gì thêm vì địa phương không sắp xếp lịch làm việc.